Cảm ơn quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Chọn Ai Đây. Bây giờ cặp chơi tiếp theo đó chính là Chun Vũ và Miu. Wow. Trời ơi, đẹp quá. Lên đó chị. Nhìn hình ảnh đẹp lắm luôn á. Ở đây là ngoài Heidi Won, hai bà này cho cất hai bà này đi. Mấy hàng bé vô. Đúng rồi, đúng rồi. Đẹp quá trời, lên đây nữa nguyên bộ chung cư sáng liền. Nè, nè, cất cái này vô mỏ nha. Mình chung tầng với nhau á, anh muốn ăn cái cục tạ này không? Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Hai bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Cuộc chơi vòng đấu thứ hai xin tiếp tục. Quảnh tô xì. 1, 2, 3. Tô xì cũng dễ thương nữa. 1, 2, 3. Cưng ghê. 1. Thôi bỏ đi ha, bỏ đi, bỏ đi. Sáng luôn. Hiếu, Hiếu thích ai chơi trước? Thôi người vô áo trắng vô em đi. Dạ. Ý có nghĩa là Hiếu không thích Chun Vũ. Đâu có, thì anh kêu chọn người nào chơi trước thì em chọn ngẫu nhiên thôi. Thích chị Mizu hơn. Rồi, Mizu xin mời hãy chọn. Không lẽ không chọn Hồ Văn Hiếu đúng không? Anh Hiếu thì dù sao cũng đang cô đơn. Em cũng đang cô đơn. Wow. Trời đất ơi trời. Sao biết hay vậy? Hai người cô đơn thì sẽ rất là dễ để mà đồng cảm với nhau. Wow. Cho nên là mấy anh chị thông cảm. Cho em chọn anh Hiếu trước nha. Đây, câu hỏi dành cho Hồ Quang Hiếu như sau. Nước nào có nhiều sân bay nhất trên thế giới? Với một người đi du lịch gần 200 quốc gia thì chuyện này quá bình thường. Cái sân bay nhiều nhất là ở Trung Quốc. Bởi vì Trung Quốc cái dân số nó rất là đông. Thì cái mật độ sân bay nó cũng gần gần nhau. Ví dụ như là mấy trăm cây số rồi đã có một cái sân bay rồi. Thì cái diện tích Trung Quốc nó cũng rất là lớn. Nên là cái sân bay sẽ nhiều nhất thế giới. Đó là nước Trung Quốc. Xin cảm ơn. Và xin hỏi Miu, cô gái xinh đẹp. Dạ. Tin hay không tin Hồ Quang Hiếu? Giờ không biết chọn con tim hay là nghe lý trí đây nữa. Chọn giải thưởng. Em chọn anh Hiếu. Em sẽ tin anh Hiếu. Tin Hồ Quang Hiếu. Em có sai thì em chịu. Chúng tôi xin nhắc lại là khi chị Trang hỏi tin hay không tin thì mình nói là em tin hoặc không tin, chứ đừng có chọn Hồ Quang Hiếu. Dạ. Đây không phải là chương trình xa gần hẹn hò, với giọng nói đầy cảm xúc, với khuôn mặt thật thà thì Hồ Quang Hiếu mang đến một đáp án là đất nước Trung Quốc. Và Miu tin Hồ Quang Hiếu. Chúng tôi xin chúc mừng hai bạn. Không chính xác. Đáp án là nước Mỹ. 15.095 sân bay nhiều nhất trên thế giới. Miu đã tin con tim mà không nghe lý trí. Như vậy khi Miu chọn không chính xác thì nghiễm nhiên một vị trí O được đánh dấu ở vị trí Hồ Hiếu dành cho Chun Vũ. Bây giờ tới lượt của Chun Vũ, xin mời bạn chọn vị trí là anh. Dạ thường em chơi caro thì em sẽ đánh ở giữa đầu tiên, cho nên là em sẽ chọn anh Lê Dương Bảo Lâm. Hay quá em ơi. Lê Dương Bảo Lâm thân mến, con người có thể thở và nuốt cùng lúc ở khoảng thời gian nào của cuộc đời? Quá đơn giản. Bây giờ em suy nghĩ đi em bé đó, mẹ mà cho con bú đó, em bé lỗ mũi rất là nhỏ luôn, nhưng mà khi mà ngậm của mẹ thì em bé bú bú no sai, bú không thì hả ra, bú 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 liên tục mà em bé vẫn không ngập thở, đúng không? Nhưng sau khi 2 tuổi trở lên thì ngay nè, khi mà mình nuốt thức ăn vô thì nó vô bao tử, còn khi mình hít không khí vô nó cũng một cái đường nó luôn mà nó vô phổi. Cho nên khi mà từ 2 tuổi trở lên có một cái vách ngăn ở đó, nó bị rụng xuống bao tử chúng ta và nó không còn nữa, cho nên từ 2 tuổi trở đi là không còn khả năng nó được nữa. Hay quá vậy ta. Ủa anh ơi,
nhưng mà tại sao khi mà sau 2 tuổi cái vết ngăn nó lại rụng xuống cái bao tử mà không rụng chỗ khác? Anh đang rụng ói ra ngoài em. Thì ví dụ anh rụng nó rớt rụng đâu ra? Rụng nó lọt, nó rớt ra ngoài đi, mắc mớ gì tôi nuốt ngược cho trong chi vậy? Trời ơi, không. Rụng vô bao tử thì nó sẽ ra ngoài nó mà mọi người. Tiêu quá luôn mấy em à. Đáp án cuối cùng là khi 2 tuổi trở xuống là con người có thể vừa nuốt và vừa thở. Xuân Vũ thân mến, bạn có tin những gì Lê Dương Bảo Lâm vừa nói mà nói rất thuyết phục? Em nghĩ là nghe nó hơi vô lý nhưng mà nó rất là thuyết phục, cho nên là em chọn không tin ạ. Không tin. Đây là một quyết định chính xác. Đáp án đó chính là dưới 9 tháng. Con người là động vật có vú duy nhất có thể thở và nuốt cùng lúc. Tuy nhiên từ sau 9 tháng tuổi, khả năng này dần mất đi do thanh quản tuột xuống để con người tạo ra nhiều âm thanh hơn các động vật khác. Như vậy, hiện tại là Xuân Vũ đang có 2 vị trí đường chéo, dấu O. Wow. Miu chỉ còn một cách duy nhất, đó là chặn con đường chiến thắng. Dạ đúng rồi, chỉ còn có cách là chọn chị Dạ thôi. Chị à? Du à, hai đứa mình bằng tuổi mà Du. Tại sao lại kêu tôi bằng chị, tại sao vậy mọi người? Đó là sự tôn trọng với chị. Tại vì dù sao chị cũng có chồng với 2 con rồi. Trời. Cho nên là mọi người tôn trọng. Có chồng là bị kêu bằng chị. Chị Mi Du chỉ nói câu này nè, chỉ còn cách chọn chị Dạ thôi. Trời, nghe câu đó mới đau lòng. Cái câu đó mới đau lòng á. Đây, hãy chứng tỏ cho mọi người biết mình có giá trị đi Lâm Vĩ Dạ. Câu hỏi dành cho Lâm Vĩ Dạ: khoảng cách tối thiểu giữa 2 lần hiến máu là bao nhiêu ngày? À, đáp án của tôi là 45 ngày. Bởi vì máu của chúng ta có thể tái tạo lại sau 45 ngày nếu như ăn những món đồ ăn mà nó bổ cho máu. Ủa sao em nghe đồn là 3 ngày? À. Ê, em nghe đồn 3 ngày. Em ơi, 3 ngày là lăng kim. Ủa lăng kim hả? Cho lạnh mặt hả? Ờ, và đáp án con số Lâm Vĩ Dạ lựa chọn là 45 ngày. Mi Du thân mến, nếu Mi Du trả lời sai câu này thì Xuân Vũ không được một dấu O nữa mà phải trả lời thì mới có cơ hội chiến thắng. Dạ. Yeah. Em muốn hỏi anh Hiếu là anh Hiếu thấy chị Dạ phân tích gì có hợp lý không anh? Trời ơi. Thấy thấy cũng được. Trách nhiệm nằm trên vai anh Hiếu. Thì theo mình biết thì mỗi lần xét nghiệm máu là nó sẽ ra những cái tế bào máu mới để nó phát triển hơn. Thì 45 ngày chắc cũng ok rồi. Mi Du thân mến. Dạ. Mi Du tin hay không tin Lâm Vĩ Dạ? Thì anh Hiếu thấy hợp lý thì em tin. Tin. Ui trời. Rồi. Rồi, Mi Du 2 lần rồi. Mù quáng rồi nhé. Chọn con tim không thèm nghe lý trí. Và lựa chọn của Mi Du là lựa chọn không chính xác. Không chính xác. Thời gian giữa 2 lần hiến máu tối thiểu là 84 ngày. À, bây giờ mới biết luôn, ngày xưa Trấn Thành đã từng đi hiến máu một lần và người nhận máu đó là Lê Dương Bảo Lâm. Ủa thiệt hả? Đúng. Cho nên anh vừa nói quá trời nói luôn đó. Cái anh Thành hiếm miếng máu của anh Thành hay sao? Bây giờ cái vị trí của Lâm Vĩ Dạ là vị trí hiện tại đang để trống vì Mi Du chưa thể ngăn cản được Xuân Vũ. Mời Xuân Vũ. Dạ vậy em chọn chị Lâm Vĩ Dạ. Lâm Vĩ Dạ một lần nữa. Nếu lần này Xuân Vũ chọn và đưa ra đáp án chính xác, có nghĩa là cô ấy chiến thắng. Nếu không chính xác thì vị trí đó sẽ được đánh dấu X của Mi Du. Câu hỏi dành cho Lâm Vĩ Dạ: tuyến đường đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh ngầm hóa lưới điện và cáp viễn thông là đường nào? Có một thời gian ở đoạn đường Đinh Tiên Hoàng cúp điện rất lâu. Hay quá, trời ơi. Bởi vì sao? Bởi vì trong thời gian đó công ty điện lực họ đang sửa chữa điện, họ đang cải cách hóa điện dây thành điện ngầm. À. Cho nên đáp án của tôi đó là đường Đinh Tiên Hoàng. Thôi, nó xạo không chớp mắt luôn. Quá vô lý luôn á. Là bây giờ chốt đáp án cuối cùng là đường đó là Đinh Tiên Hoàng. Xin hỏi Xuân Vũ, bạn có tin hay là không tin Lâm Vĩ Dạ? Chắc em không tin đâu. Không tin. Trời ơi. Lựa chọn của Xuân Vũ
là một lựa chọn. Ở đoạn đường Đinh Tiên Hoàng, họ đang cải cách hóa điện dây. Nó sợ không chớp mắt luôn. Chắc em không tin nữa. Không, chính xác. Và chính xác, đó là con đường Đinh Tiên Hoàng, Bình Thạnh. Người ta ở Bình Thạnh. Và một dấu ít đầu tiên đã thuộc về Miyu. Miyu thở phào, hay quá. Vậy là chương trình này là mọi người cố tình nói như vậy để cho tụi em không tin. Bây giờ em mới nhận ra là kiến thức của chị Đạ thôi. Miyu, tụi em ngồi đây để được nhận tiền mà. Tụi em là người chương trình cài vô mà chị. Vậy là bây giờ em sẽ bắt đầu dùng não để tham gia chương trình đây. Bây giờ bắt đầu Miyu. Dạ. Yeah. Hãy thay đổi tư duy. Dạ. Yeah. Trai đẹp là gì? Là con mũi bay ngang qua đập rớt xuống đất thôi. Trai đẹp bây giờ không còn ý nghĩa gì trong cuộc đời của Du nữa mọi người à. Em xấu nhất đám nè chị. Thôi giờ Du đừng mê trai nữa, Du mê gái đi. Buka nè, hợp lý rồi. Buka, dù sao thì chị em mình cũng đã có thân tình là những chiếc đồng mà chị hay gửi tặng em đó. Dạ. Chọn Buka. Buka. Chị hết tin em. Ừ. Câu hỏi dành cho Buka. Dạ. Tại sao hồng hạc trưởng thành lại có bộ lông màu hồng? Sở dĩ cái lông của nó màu hồng là tại vì nó rất là thích ăn hoa hồng. À. Wow. Và những cái gì màu hồng thì nó đều ăn vào cả. Nó gặp cái gì màu hồng nó cũng mổ. Một lần nọ em đi Safari World ở Phú Quốc. À. Em gặp một bầy hồng hạc, lúc đó em mặc cái áo hồng. Trời ơi, nó dí em. Nó dí mà hên có cái hàng rào á chị, chắn lại được á. Không nó dí nó cắn em rồi. Cái áo của em á nó bay xong cái em mới chạy, cái xong anh bảo vệ mới lại nói là em đứng xa ra đi, mấy con hồng hạc nó thích cái gì màu hồng lắm, cái màu hồng là nhào vô nó ăn à. Trời ơi, lúc đó sếp bị hồng hạc ăn á. À, vậy đúng hả? Anh thấy như là em đang tả em vậy. Đáng tin ghê. Trời ơi, cái mặt bé cả chân luôn. Cái gì về màu hồng là phải tin em. Đúng rồi, em thích màu hồng. Đáp án cuối cùng em chọn là thích ăn của nó ăn vô. Miyu. Dạ. Buka nói rằng do thức ăn. Thế gì? Miyu có tin hay là không? Anh Hiếu thấy sao anh? Nổ. Thấy là anh Hiếu. Trời ơi, trời ơi. Vẫn còn mù quáng. Chắc mình nghĩ là nó lớn lên rồi nó đổi lông chứ đâu phải thức ăn đâu ta. Em không tin Buka. Tin anh Hiếu. Vẫn khẳng định là tên anh Hiếu. Trai đẹp bây giờ không còn ý nghĩa gì trong cuộc đời của Du nữa mọi người à. Sự lựa chọn của Miyu là sự lựa chọn không chính xác. Trời ơi. Trời ơi, cái này Jun biết. Ủa, ăn cái đầu của chị thiệt hả chị Buka? Ủa, nó khùng nó điên quá ra là thiệt ư? Màu hồng sáng của chim hồng hạc đến từ sắc tố đỏ cam, được tìm thấy ở tảo, ấu trùng và tôm nước mặn. Thức ăn chính của chim hồng hạc trong môi trường đầm lầy. Mình vẫn nghe lời trai là sao không? Em nói không có cái đầm nào gửi về nhà cho em đâu nha Phu nha. Vô bán chứ. Trong khi chị không bao giờ được một cái đầm nào hết. Bị gì à, bên tiệm không có đầm mà lứa tuổi chị. Với việc không tin Buka thì một dấu o tròn to tướng đã thuộc về Chun Vũ. Cơ hội chiến thắng là đây. Chun Vũ, xin hãy chọn. Đã chắc chắn là em phải chọn chị Harry Won rồi. Harry Won. Chúng tôi xin có câu hỏi dành cho Harry Won. Nghệ sĩ hài Lâm Vĩ Dạ có tên thật là gì? Là em đặt niềm tin ở chị đó chị. Ồ, nói chung là chị với Lâm Vĩ Dạ đã quay cái chương trình chung cũng là hơn 3 năm rồi. Cho nên chị em cũng thân thiết lắm. Tại sao ba mẹ lại chọn cái tên Dạ cho Dạ? Là vì Dạ không bao giờ nghe lời. Đúng rồi. Lì. Để cho phải lúc nào cũng phải nói từ Dạ. Đó, đó Vĩ thì mình không biết Vĩ gì. Vĩ là dài. Vĩ là dài. Em không nghe lời ba mẹ một thời gian rất dài. Xong rồi ba mẹ đuổi em vô rừng ở một thời gian khá dài nữa nên lấy tên là Lâm Vĩ Dạ. Và Lâm là họ. Nhưng mà tên giữa nó phải có cái tên. Bình thường con gái phải có đặt tên gì? Thị. Chính xác. Đấy. Cho nên tên của Lâm Vĩ Dạ là Lâm Thị Vĩ Dạ. Có phải không ta?
Em nhớ tên chị dài lắm rồi đó. Đây nè, cái tên thật của chị á, hồi nãy là nó hơi ngắn. Cái tên mà tên thật của chị á là Lâm về chơi thôn Vĩ ai kêu nấy dạ. Bởi vì quá dài không làm chứng minh nhân dân được, cho nên là tôi cắt gọn lại chỉ còn ba chữ đó là Lâm Vĩ dạ. Thưa anh Vũ, bạn có tin Harry hay là không tin? Đáp bảo là Lâm Thị Vĩ Dạ đúng không ạ? Đúng vậy. Em không tin. Đây là câu hỏi quyết định. Nếu như Trung Vũ chính xác thì Trung Vũ chiến thắng, bước vào vòng đối đầu. Dạ. Và đây là một quyết định, quyết định khiến cho Mi Du đi về. Đi về đêm. Em có kêu xe. Em kêu xe. Và đây là một quyết định chính xác. Dạ ơi, em tên là gì? Dạ, em tên là Lê Thị Vì Dạ. Hoài Lê. Đã là như vậy. Hãy nói đôi chút về cái tên của mình. Dạ, tên của em là bởi vì ba em là người Huế, cho nên là ba em rất là thích sinh con, đã đặt một cái tên mang về Huế, về quê hương, cho nên là lấy cái tên thôn Vĩ Dạ đặt cho tên em. Đọc bài thơ thôn Vĩ Dạ, Lâm. Sao anh không về chơi thôn Vĩ, nhìn nắng hàng cao nắng mới lên. Hết biết á. Dạ ai trắng quá. Thường ai trắng quá xanh như ngọc. Áo em trắng quá nhìn không ra. Ở đây sương khói mờ nhăn ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Ôi trời. Như vậy là Trung Vũ đã chiến thắng, sẽ bước vào vòng đối đầu. Và Mi Du sẽ dừng lại, ra về với 5 triệu đồng cùng với tình yêu thương từ Hồ Hiếu. Lên tỷ người ta kìa. Người ta thua 3 câu luôn á anh Hiếu. Đây là lúc phải chia tay. Chúng tôi đề nghị Hồ Hiếu hát cái bài mà Ngày Em Đi Con Tim Anh Như Thắt lại. Vô 2, 3. Ngày em đi con tim tôi như thắt lại, giọt nước mắt cô nén trong lòng. Thôi chia buồn cùng em. Có 5 triệu được rồi, đi về xe cũng đủ rồi. Không. Vậy chúng tôi sẽ không có Hồ Hiếu. Ủa? 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 Ủa gì kỳ vậy? Sao vô lại rồi? Đi vô quay với anh còn vòng cuối nữa mà. Không có, anh vẫn theo vị trí đó được. Không phải anh ơi, cái mặt tiền anh mướn mắt tiền á, mình không ngồi đó cho đẹp. Như vậy là chúng ta tạm thời chia tay với Mi Du. Rất tiếc. Và cũng xin chúc mừng cho Trung Vũ bước vào vòng đối đầu.